mấy cái tỉnh khác nó ghép thì nếu có chồi ghép nhiều đấy. Nguyên cả vườn này là chắc cả 200-300 chồi, nhiều khi gần cả triệu ấy nhá. Này, cái này hay nhỉ, không 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 ngắt hết lá hả hay? Để cho nuôi cây hả? Hả? Đó để cho nó quang hợp chất lên. Có nhiều anh họ cưa sạch hết luôn á. Cái này là nó khó, nhiều lên nó mua. Nó chết cây luôn hả? Cái này là kinh nghiệm ấy. Bơ thì thấy người ta ghép không có thấy ai chiết ra nhỉ? Hay chỗ đó là không chiết cây bơ ra. Mấy cái chồi này mình mà lấy về mà không ghép ngay á là nó hư rồi. Có bảo quản được không ta? Thường về mình lấy về cái mình ghép ngay là tốt phải không anh? Mình bỏ tự lấy ra đủ ngày đấy làm thôi. Có nhiều khi là nó ở mấy xa quá đó, không ghép kịp đó, nó hư á, nó khô đó. Keo lìn xẹo hả anh ha? Cái này ngon nhất rồi nhờ. Dưới ghép được không ta? Chơi gốc cứ cũng sát đó. Sao ta toàn là ghép trên ngọn nhờ? Hay nhá. Không để ý cái vụ đó. Nó chết gốc hả? Thế thường là ghép ngọn không ai ghép gốc. ghép ngọn cao quá. Đứng đầu hả? Cái bơ này nó thích nghi nhất nhỉ? Phải không ta? Người ghép quá. Ủa,
cưa này sắc nè. Chắc buổi chiều không ai ghép nhỉ. Cây thông trên đó gần xong à, rồi tốc độ cao quá nhở. Ủa còn trên ngọn này hết rồi à, hết trồi ghép à.